Bố mẹ ta từ đây vui nhé, vì đã có đỉnh Áp Hương. Bố trời dần ổn định nếp ấm, đỉnh Áp Hương thành phần bảo vệ sức khỏe, dùng cho người huyết áp cao. Dùng ngay khi bị tăng huyết áp sẽ ổn định dần dần huyết áp, giảm đi biến máu gian mạnh, dưỡng tâm vui vẻ sống khỏe. Đã có đỉnh Áp Hương hỗ trợ dần ổn định huyết áp. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.